Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK mới đây tuyên bố duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp trong tháng thứ 8 liên tiếp, đồng thời cho biết sẽ chờ đợi những dữ kiện kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2016. Đúng như kỳ vọng, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5% trong tháng thứ 8 liên tiếp. Nhiều chuyên gia kinh tế trước đó nhận định, việc duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp nhất của BOK là động thái tất yếu nhằm hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế trong bối cảnh đối phó với nhiều áp lực từ giá cả tiêu dùng và sự nhạy cảm của nền kinh tế. Theo dự báo, lãi suất cơ bản ở mức thấp thậm chí sẽ tiếp tục được Ngân hàng Trung ương nước này duy trì ở trong nhiều tháng tới. Lãi suất cơ bản của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã được hạ xuống mức 1,5% từ tháng 7 năm 2015 sau 4 lần cắt giảm liên tiếp trong vòng 1 năm. Lãi suất được giữ ở mức trong tháng 2 năm 2016 là quyết định bắt buộc của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình kinh tế nước này vẫn đang tăng trưởng chậm. Trước đó, BOK cũng đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Hàn Quốc từ 3,2% xuống còn 3%, theo sau những dự kiện kém lạc quan của nền kinh tế. Theo đó, GDP quý cuối cùng của năm 2015 của nước này cũng cho thấy dấu hiệu giảm sút so với cùng kỳ của năm trước.